À, bà Tiêu xin kính chào các anh chị em, chú bác trong nước ngoài nước nha. Này bánh Tiêu đi bán vé số với em trai cũng tật nguyền, cũng rất là tội nghiệp. Sau đây bánh Tiêu xin gửi cho cả nhà một nhạc phẩm mang tên Kẻ ở miền xa, sáng tác của chú Phương. Xin mời cả nhà thưởng thức nha. Lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hai hùng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nắng linh khổ viết bởi câu ca vì tin hay thiết tha xin đối diện một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Linh bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gộp tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng đất lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên đất giặc trong hai hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nắng linh khổ viết bởi câu ca vì tin hay thiết tha xin đối diện một lần bên tôi linh bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gộp tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng